Mảnh Panora Pop màu đen cùng với những chiếc Lord Bottle đã giúp Eivor nâng cao sức mạnh của bản thân thêm một lần nữa. Nhưng đây là hình dạng quái vật của Eivor nên mình sẽ không nói nhiều trong video lần này. Trạng thái lúc này của Eivor đã trở thành một người ngoài hành tinh đích thực. Hình dạng còn nâng cấp cao hơn so với Black Hole và có thể coi là cách tiến hóa của hắn. Hắn ta liên tục sử dụng sức mạnh của lỗ đen để nâng cao sức mạnh của mình. Trạng thái tối thượng của hắn là khi hấp thụ một phần trái đất cũng như mặt trăng, chuyển hóa hình dạng với đôi tai cũng như phần cặp súng trên vai của mình được chuyển đổi to lớn hơn. Đây là một hình thể vô cùng mạnh của Eivor với những quyền năng gần như ở mức vũ trụ. Những đòn tấn công cơ bản của hắn ta tấn công vào người những Rider cũng gây thiệt hại cực kỳ nặng nề đến những tòa nhà xung quanh.